xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của hải nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về dự án b network nha các bạn b con ong đó các bạn thì dự án này nó ra đời khá là lâu rồi các bạn à đến thời điểm hiện tại mình cho các bạn xem cái trang twitter của nó nha đây thì uh, trang Twitter của nó là ra đời vào năm 2020 nha các bạn. Thì bây giờ là 2024 rồi các bạn. Thì dự án B-Network này nó chỉ ra đời sau cái thằng đó là uh, B-Network mà thôi nha các bạn. Cho nên sau B-Network đây là một dự án lâu đời nhất ở thời điểm hiện tại mà chúng ta còn theo đuổi nha. Thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa có một thông tin cụ thể về cái việc mà lên sàn cũng như là Mainnet nha các bạn. Nhưng mà hiện tại nó có một cái thông tin về uh, cái số người dùng của nó tăng rất là cao nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy à, hiện tại là hơn à, dự án của chúng ta là 4 năm rồi các bạn. 4 năm hình thành và phát triển rồi. Và trang trí tơ của dự án đang có 698.000 người theo dõi nha các bạn. Một con số cũng tương đối lớn nha. Rồi và đây là cái thông báo mới nhất của nó nè các bạn nè đó là hành trình của bạn không có gì là phi thường dẫn đến chúng ta à, cái sự quy tụ hòn tráng của 30 triệu believer, mỗi người đều là một phần quan trọng trong cộng đồng thịnh vượng của chúng tôi. Đấy à, tức là hiện tại nó thông báo cho chúng ta biết là à, cộng đồng của nó hiện tại là 30 triệu believer rồi nha các bạn. Thì đây là một cộng đồng cực kỳ khủng nha. Nó chỉ đứng sau nước Quốc mà thôi các bạn. nước Quốc hiện tại là có gần 50 triệu người thành viên nha các bạn. Còn đứng sau đó là nước Network có 30 triệu thành viên nha thì đây là một cái cộng đồng khá là chất lượng nha các bạn và cộng đồng này đặc biệt là gắn bó với bi nước quốc vài năm thôi nha các bạn vài năm thôi rồi đây là cái thông báo đáng chú ý của nó nè các bạn nè Đó là hãy cùng nhau nấu món gì đó thật là đặc biệt vào năm 2024 Hãy nhớ rằng sức mạnh của đó là bi dựa trên cái sự chăm chỉ của tất cả chúng ta nè các bạn nè Tức là nó có hứa hẹn một cái gì đó vào năm 2024 nha các bạn Thì có thể vào cuối năm 2024 theo dự đoán của mình nha các bạn Thì nó có thể lên sàn cũng như là mainnet mở nha các bạn Từ đó chúng ta có thể giao dịch chuyển nhận cái đồng coi của chúng ta nha Tại vì dự án của chúng ta đã đi khá là lâu rồi các bạn và đến thời điểm hiện tại thì có thể nói là dự án của chúng ta đã đạt đến cái độ chín mùi rồi rồi và đây là cái thông báo của nó về cái việc KIC nè à, Một lượt lễ kỷ niệm sắp diễn ra Bắt đầu bằng việc phát hành 300.000 cái slot KIC vào ngày hôm nay Tức là từ trước tới giờ á, là mỗi một tuần như các bạn nó có Hình như là mình nhớ không nhầm á Mỗi một tuần là nó cho chúng ta KIC 100.000 100.000 tài khoản sẽ KIC trong một tuần nha Và sang tuần sau thì tiếp tục 100.000 tài khoản KIC tiếp Cứ như vậy như vậy nha các bạn Nó KIC cho đến khi nào hết thì thôi nha các bạn và trong thời gian sắp tới là nó có nhiều cái lễ kỷ niệm nè nó sẽ phát hành tới 300.000 cái slot cai xe à, thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi các bạn thì dự án của chúng ta đã lâu rồi các bạn và bây giờ đã đến lúc nó thúc đẩy mạnh cái việc cai xe cho tất cả mọi người rồi rồi tiếp theo đó là có hai cái lý do nè khiến cho cái việc cai của bạn không thành công nè. Thứ nhất á, đó, đó là các bạn không liên kết tài khoản xã hội nha. Các bạn phải có ít nhất hai cái tài khoản xã hội được liên kết trong tài khoản B của chúng ta nè. Đó là ví dụ tài khoản Twitter nè, tài khoản Facebook nè, tài khoản Discord nè, Telegram nè. Thì các bạn phải liên kết hai trong bốn cái tài khoản này liên kết tối thiểu là hai nha các bạn và cái bước thứ hai đó là các bạn gửi à, tài liệu này nhận dạng khuôn mặt của các bạn là không chính xác nè đấy là à, cái video mà hướng dẫn các bạn cai mà liên kết hai cái tài khoản cũng như là à, gửi tài liệu này á, mình đã làm rồi nha các bạn có thể link vào phòng bình luận á, để mà xem lại video đó. đó mình hướng dẫn rất là kỹ rồi nha các bạn à, hướng dẫn là vượt qua luôn à, cai thằng này cũng tương đối dễ nha các bạn rồi thì đây là cái mã con sắt của nó nè các bạn nào và nó chạy trên mạng bsc nha rồi nè, đây là trên cái đó là cái ứng dụng khai thác của chúng ta nha. Thì nhiều bạn vẫn đặt ra cái câu hỏi là cái thằng bi nước quốc này nó là cái gì và nó làm về cái gì? Thì các bạn có thể thấy hiện tại theo cá nhân mình nhìn thấy ở thời điểm hiện tại nha các bạn là nó là nơi để cho giới thiệu những cái dự án web 3 để cho nhiều người biết đến hơn nha các bạn. Thì nó với cái lợi thế là cộng đồng lên tới 30 triệu người khai thác thì nó sẽ là nơi để cho những cái dự án khác liên kết hợp tác với nó để giới thiệu những cái dự án mới đến với với nhiều người hơn ở đây nè ví dụ như là cái phần trên trên din token nè, là những cái đồng token mới sẽ nằm ở đây nè rồi cái phần crypto nè thì đây uh, cập nhật những cái thông tin những cái bài viết á về crypto nè các bạn nào rồi cái phòng bên đây thì nói chung là nó là nơi để giới thiệu những cái những cái ứng dụng web3 đó các bạn, những cái ứng dụng tiền điện tử, tiền mã hóa đó các bạn. Thì nó đều tập trung hết ở cái đó là Bee Quốc này nha các bạn. Thì trước đó nó cũng nói rồi các bạn, nó sẽ là nơi tập hợp toàn bộ những cái dự án web3 à, lớn nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Là trong tương lai nó sẽ hướng đến cái định hướng của nó là như vậy nha các bạn. Là nơi tập hợp những dự án web3, những dự án về tiền số, tiền điện tử đó các bạn lớn nhất thế giới luôn các bạn ạ. À. À, thì à, tất nhiên cái một mục tiêu của nó to lớn như vậy thì nó cũng còn có cái thời gian đủ lâu để mà chuẩn bị đủ tốt nha các bạn và hiện tại thì các bạn có thể bấm vào cái phần hồ sơ để mà vào trang cá nhân của các bạn này. thì phía bên dưới này nè ngay chỗ mà cái cai xe này, các bạn có thể thấy, nhưng mình cai xe là đã xác minh cai xe thành công nè. Bạn nào mà chưa cai xe thì xem lại video trước của mình nha. Mình để bên dưới phần bình luận để mà các bạn vào, các bạn xem để mà cai xe vượt qua nó một cách rất là dễ dàng nha các bạn. Rồi và theo cá nhân mình dự đoán thì cuối năm nay nha các bạn, khoảng cuối năm 2024 thì chúng ta sẽ có cái món quà đặc biệt từ dự án như dự án đã nói đó các bạn, thì có thể là magnet mở nha các bạn. Thì uh, lúc đó chúng ta có thể giao dịch cái đồng mà uh, bi nha các bạn. Thì uh, bạn nào mà chưa đăng ký thì hiện tại các bạn vẫn còn thời gian để mà khai thác. Nha. và cái đường link đăng ký cũng như là những video hướng dẫn mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.